mình yêu nhau rồi đó, nhưng anh ta xa rồi. Hội tụ những giá trị tinh túy trong lịch sử 70 năm chế tạo thì chiếc âm ly Hybrid MA352 có thể coi là một trong những sản phẩm bản lề của Mark Intot làm nức lòng giới audiophile bởi những nguyên tắc, đó là đưa người dùng đến chất lượng high-end nhưng với mức giá phù hợp nhất. Xin chào tất cả các bác đang theo dõi trên kênh của Bá Hùng Audio. Các bác ơi, để tiếp nối sự thành công của em MA252 thì Mark Intot đã trao ra đời một phiên bản hoàn toàn mới, đó chính là em âm ly MA352, cải tiến cả về thiết kế lẫn âm thanh, công suất và sự khuếch đại, đáp ứng đầy đủ cái sự khắt khe nhất đến từ khách hàng. Đầu tiên đó là về thiết kế của em nó, các bác thấy không, một thiết kế miễn chê vào đâu được các bác ạ. Toàn bộ thân máy thì được làm bằng kim loại, phần sàn máy thì được bọc inox, phía trước này thì có các nướng tinh chỉnh này, thiết kế rất là đẹp mắt và dễ dàng sử dụng. Ở trên thì là hệ thống đèn pre giúp các bác có thể là dễ dàng đó là tăng chỉnh âm sắc theo nhu cầu của mình. Cuối cùng đó là màn hình kính màu đen và đồng hồ vuông màu xanh blue, càng làm tăng thêm vẻ thẩm mỹ cho chiếc âm ly MA352. Với thiết kế có phần vượt trội so hơn với phiên bản trước thì MA352 có tổng trọng lượng là 29,9 kg, với chiều cao đó là 44,5 cm, chiều rộng là 25,1 cm và chiều dài là 52,1 cm. Công suất của em nó là 200W trên một kênh ở mức trở kháng là 8 ohm, và 320W trên một kênh ở mức trở kháng là 4 ohm. Tiếp theo thì em Thu sẽ giới thiệu về tính năng đặc trưng của em MA352 này nhé. Đầu tiên đó là về phần các núm tinh chỉnh. Ở bên trái màn hình của các bác là có một núm tinh chỉnh, đó là chọn đường vào. Bên phải là nút để điều chỉnh cái volume. Và ở giữa sẽ là 5 núm tinh chỉnh. 5 núm tinh chỉnh này sẽ giúp cho các bác điều chỉnh âm sắc theo cái nhu cầu và sở thích của mình. So với các cái dòng âm ly khác thì chỉ có 1 đến 2 núm tinh chỉnh thôi, thì ở MA352 này có tới tận 5 núm tinh chỉnh. Các bạn thân mến, điều thú vị khi chúng ta sử dụng những âm ly mạch lai và có đèn điện tử đó là chúng ta có thể dễ dàng thay đổi các bóng pre để điều chỉnh âm sắc, thay đổi theo cái nhu cầu và mong muốn của mình để có những cái trải nghiệm âm thanh mới hơn và thú vị hơn. Ngoài các tính năng kể trên thì MA352 còn trang bị cho mình một công nghệ cực kỳ tiên tiến và hiện đại, đó là Sentry Monitor. Khi có sự cố về điện thì tự động sẽ tắt tầng công suất và sẽ tự động bật lại khi mà có được những tín hiệu an toàn. Cùng với đó là được trang bị dàn khung cản nhiệt cao cấp hiện đại và tiên tiến nhất, được kết nối trực tiếp với dàn sò công suất cao cấp. Với thiết kế mạnh mẽ, sang trọng và hiện đại, cùng với đó là những công nghệ giúp cho ra những chất âm cực kỳ là sắc nét, tinh tế và cao cấp. Còn chần chờ gì mà không gọi điện ngay từ hotline của Bảo Hùng Audio để có thể dinh ngay một em MA352 về thôi ạ. Các bác có thể thỏa sức là thẩm âm này, thư giãn và tận hưởng những cung bậc cảm xúc, và đâu đó thì các bác có thể tìm lại được những miền ký ức của mình qua âm nhạc. Bây giờ thì xin mời các bác hãy cùng thưởng thức chất âm của em nó nhé. Đời ai cũng có
Và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh nụ hôn anh. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách. Rose and flows are in the air, and ice cream castles in the air. Feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way. Now they only block the sun. The rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and dunes and ferris wheels, the dizzy dancing way. Every fairy tale comes real. I've looked at love that way. Oh, but now it's just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know now. At all.
proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. They're acting strange. They shake their heads and they say I changed. Well, something's lost and something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still